Xin chào cô và gia đình ạ. Mình chào các bạn lớp 12 E1, đặc biệt là các bạn tổ 2 và tổ 3, nơi ngày xưa mình được ngồi cùng. Tính ra thì không biết trong lớp có bạn nào bị đổi chỗ, bị đổi bạn cùng bàn nhiều như mình không? Mình nhớ là mình bị ngồi cạnh bốn bạn. Bích Thủy này, chị Cò này, Đức Quân này và Thanh Hương. Ước gì có dịp được chụp hình chung lại với các bạn ngày xưa. Nhân dịp mà họp lớp này thì mình bận không về được. Xin gửi lời chúc đến gia đình cô luôn mạnh khỏe và chúc các bạn luôn thành đạt, hạnh phúc. Chúc buổi họp lớp hôm nay thành công và để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Xin chào các bạn. Rồi, xin chào các đồng bọn của 12E1. Lâu quá rồi không gặp nhau. Đáng tiếc là mình không được về để được vui chơi cùng các bạn, được ôn lại những kỷ niệm của lũ quỷ nhỉ. Vui quá, chẳng biết nói gì hơn. Lâu quá không được gặp mặt, lâu lâu vẫn được nhìn thấy qua Facebook các bạn đều có cuộc sống vui khỏe thành công, nên là rất là mừng. Lần tới nhất định sẽ về gặp mọi người nhé. Chúc các bạn vui chơi vui vẻ. À mà lần sau nhớ đòi tiền quỹ lớp nhá, không là về là quên đấy. Cứ nhắc đến tiền là quên, dạo này già rồi nên bệnh lắm. Thôi, bye bye nha. Chúc vui, chúc vui. Xin chào thầy cô và toàn thể các bạn. Mình thật là tiếc vì mình không thể về tham dự buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra trường được với thầy cô và các bạn trong lớp. Vậy mình chúc cả lớp mình có một buổi tối thật là ấn tượng và thật là vui vẻ. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn sau. Tạm biệt. Em chào thầy cô, chào các bạn nhé. Tuần trước khi biết thứ bảy này tổ chức hội ngộ 30 năm ra trường, mình cũng có rủ Thành về rồi. Hai vợ chồng mình thì mỗi đứa cũng chỉ còn khoảng một tuần phép thôi. Và mình cũng rất thích về hội ngộ. Vì như các bạn biết, hội ngộ 20 năm ra trường của 10 năm trước thì mình thành công rực rỡ. Thế nhưng mà rủ Thành về thì Thành có vẻ buồn không thích về. Bạn ấy bảo là nếu mà về ngày thường gặp lại các bạn thì rất là vui, nhưng riêng hội ngộ thì không bao giờ bạn muốn về. Bởi vì là hội ngộ 20 năm ra trường đã làm cuộc đời bạn bị vùi dập 10 năm nay. Vì thế nên bạn ấy không muốn về để nhắc lại những kỷ niệm buồn ngày trước nữa, một thời ngu ngốc ấy. Thế cho nên là chúng mình không thể về lần này được. Hẹn gặp lại các bạn vào dịp khác nhé. Chúc lớp mình một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt.